Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Huống cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình, các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình, các người nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình, các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Huống cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng, các người bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.